Mongol Việt Nam vào ASEAN 19 thế nào? Mongol của đại hội năm nay ở đẳng cấp pro, nên đội tuyển Mongol Việt Nam, với phần đông quân số diện amateur, chỉ đặt mục tiêu cọ sát và tham chiếu trình độ. Đội Mongol quốc gia dự ASEAN 19 kỳ này có huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thái Dương dẫn dắt 6 tuyển thủ, gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đặng Minh ở nhánh nam, còn Lê Trúc An cùng Ngô Bảo Nghi ở nhánh nữ. Ngày 25 tháng 9, ban huấn luyện và 6 tuyển thủ sẽ lên đường sang Hàng Châu và có ít nhất 2 ngày để làm quen chiến địa. Sân đấu của đại hội kỳ này hoạt động từ 1998, loại PA 72 do Huyền Thoại dắt Nicola Lúc thiết kế. Thuộc Westlake International Golf Country Club ở Hàng Châu. Bảng nam và nữ đều bắt đầu thi đấu từ ngày 29 tháng 9, đua thành tích cá nhân song song đồng đội, cùng theo thể thức đấu gậy 4 vòng. Trong các đại diện Việt Nam, chỉ Bảo Nghi đã nhiều năm theo golf chuyên nghiệp, Nhất Long mới lên pro, còn lại đều nghiệp dư, amateur. Riêng nhóm nam có 3 thành viên đã lập kỳ tích cho golf Việt Nam trong lịch sử SEA Games hồi tháng 5. Khi đó, Khánh Hưng đoạt huy chương vàng, Anh Minh lấy HC đồng cá nhân, sau đó phối hợp với Đặng Minh mang về huy chương bạc đồng đội, bên cạnh sự hỗ trợ từ Đoàn Uy. Điều lệ thi đấu môn golf tại ASEAN 19 đã mở sang đẳng cấp pro. Mỗi đội tối đa 2 nam và 1 nữ. Trước đó, tính từ kỳ gần nhất ở Jakarta 2018 trở về năm ra mắt 1982, môn golf của đại hội chỉ dành cho diện amateur. Trong môi trường cạnh tranh mới, đoàn Việt Nam chỉ đặt mục tiêu cọ sát và tham chiếu trình độ. Chúng tôi xác định sẽ có nhiều khó khăn, nhưng tất cả sẽ thi đấu hết mình, Vũ Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, VGA, nói với Venice Stress về kỳ vọng khiêm tốn tại ASEAN 19. Tổ phụ trách chuyên môn Golf Á vận hội kỳ này có 3 đại diện Việt Nam đều thuộc VGA, gồm các ông Vũ Nguyên, Phan Ngọc Tâm và Bạch Cường Khang, trong đó Vũ Nguyên giữ nhiệm vụ trọng tài thực chiến. Trong thời gian ở Hàng Châu, cả 3 phải tách khỏi hoạt động của đội nhà. Đại hội ở Jakarta cách đây 4 năm ghi nhận chủ nhà Indonesia, Hàn Quốc, Nhật, Singapore khiếu nại Sri Lanka, Bangladesh, Macau và Uzbekistan đưa golfer chuyên nghiệp vào thi đấu. Tuy nhiên, Tòa án Thể thao chuyên trách tại Thụy Sĩ kết luận nhóm bị đơn không phạm quy. ASEAN Games năm nay là kỳ thứ 19 trong lịch sử, do Trung Quốc đăng cai. Đại hội bị dời từ 2022 sang 2023 vì ảnh hưởng của Covid-19. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.